Xin chào mọi người. Tiếp theo công đoạn của thu hoạch cacao á, thì bây giờ mình sẽ là tách lấy hạt cacao, ép một phần hạt đó để lấy nước làm rượu vang và sau đó là đi ủ. Thì để mà lấy được cái hạt cacao chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ. Đó là thứ nhất là mình sử dụng cái búa này, cái búa bông đinh ha, một cái hớt, bề mặt phải các bạn phải làm sạch ha, hớt gỗ làm sạch. Đây dụng cụ là một cái thau inox. Đây là cái rổ inox có các lỗ nhỏ nhé các bạn. Dưới đây là đựng là một thau inox đẩy lên trên. Đó. Thì cứ thực hiện là cái quả cacao hai tươi này, chúng ta dùng búa đặt ngang đập ra. Đó. Thì các bạn đập thì chúng ta sẽ để thế này, để nguyên cả trái ha. Bỏ vào bị bóng sạch. Đó. Tương tự như vậy. Quả cacao này là một số bạn nữ có thể để dùng cái cơm cacao này chúng ta dầm với lại là đường đá ha, ăn rất là ngon. Có một số bạn thích nữa thì chúng ta có thể bỏ sữa vào ăn rất là ngon ha, bụng có ăn bổ dưỡng. Đây, đường. Đấy, các bạn thấy không? Thơm lắm, nó cái vị của nó chua chua ngọt ngọt giống như là xoài vậy đấy, hoặc là trái mạng cầu xiêm ai đã dùng qua rồi. Thì cái trái cacao này á thì nó có là chúng ta có thể sử dụng được hết nha mọi người. Phần cơm cacao này chúng ta có thể là ăn sống này, làm món da ua này, hoặc là cacao đường này. Đó thì cái phần chất cái phần nhầy trong cơm này sau khi chúng ta bỏ vào đây á thì cái nước của nó sẽ nhỏ ra ha, một phần nước của nó sẽ nhỏ ra. Còn cái hạt của nó và dính vào cơm mà chúng ta đem đi ủ. Ủ sau có con lợn ủ. Còn cái vỏ này, cái vỏ này chúng ta đem đi ủ hoài và làm phân bón lại cho cây. Rất là tốt nhé. Đây. Thì sau khi mà mình đã đập ra thế này rồi á thì chúng ta sẽ thay bao tay nhé. Đây là mình làm mẫu thôi. Đây găng tay này, một cái găng tay này là dùng để đập. Này, để dùng để mình đập. Đây là găng tay này là găng tay tự hủy nhé. Người dùng cái găng tay tự hủy này. Đó. Vì chưa làm xong cho nên là mình sẽ cắt nó đi. Mình sẽ bỏ tạm vào đây nhé. Tí nữa mình sẽ dùng lại. Sau đó mình lấy một cái bao tay mới, đôi găng tay mới đã chuẩn bị sẵn. Đeo nó vô. Để mà lấy được cái hạt cho sạch á, thì mọi người chú ý này, cái tay dùng để đụng chạm vào cái cơm của hạt này này thì chúng ta không được cho chạm vào đất cát ha, hay là những cái vật bẩn ha, để tránh cho cái cát này nó có thể đất hoặc là những cái thứ bẩn có thể xâm nhập vào trong này. Thì mọi người cầm, cách cầm là mọi người cầm cái này đó, sau đó mình tuốt nhẹ này từng quả hồ xuống đó, đây. Thì nó có cái sơ, không để cái sơ này nó dính vào cho nó rớt xuống nha, mọi người tách rửa nó ra. Và cái hạt này chúng ta có thể bỏ vào, chuẩn bị sẵn một cái chỗ để, một cái xe rùa chẳng hạn. Chúng ta bỏ lên, tí chúng ta sang đi dục, đó, tương tự như vậy. Mọi người đè nó xuống, đó, tách ra thế này. Ok, mình bỏ vào. Tách ra, đó. Phải làm tỉ mỉ nhé, rất là lâu. Cái đống dự đoán cái muốn với một cái số lượng lớn cacao thế này thì mình nghĩ là phải làm đến khoảng 9 đến 10 giờ đêm mới xong. Đó là ta chậm rãi ha. Đó. Đây. Như thế này là không được này. Đây thế này thì các bạn phải bóp nó ra nhé. Lấy cái phần này ra. Thì đây là những cái phần cơm nhầy của cái như đây. Đây thì sau khi mà chúng ta để cái tách cái hạt
cacao ra khỏi vỏ thì để vào những cái lỗ nhỏ này thì nó có tác dụng gì? Khi những cái hạt đè lên nhau thế này thì một phần nước nó sẽ chảy ra nhé các bạn, chảy ra và chúng ta chỉ lấy được một cái lượng nước là nhất định, không có vắt kiệt cái lượng nước ở trong cái hạt này nhé. Để vì là để lại một phần nước như vậy á, thì làm như vậy thì làm cho vị cacao rất là chát rồi nè, là giúp cho quá trình lên men không có tốt. Này. Đây, sau khi mà đã đầy cái rổ này rồi ha, thì đây mình thấy là các hạt cacao nó sẽ đè xếp lên nhau này, và sau đó là mình khoảng 10 tiếng đồng hồ sau thì cái phần nước của nó được tách ra, mọi người nhìn thấy nha. Đó, các bạn nhìn thấy là chúng ta chỉ lấy được khoảng là một rổ này thì lấy được khoảng là hơn 1 lít nước thôi, ở trong này khoảng là hơn 1 lít nước thôi. Cái màu nước của nó thì màu rất là óng rất là đẹp ha, có mùi rất là thơm, mùi thơm của vị cacao, ngọt, vị ngọt rất là tự nhiên, và vị chua chua của như kiểu là quả xoài đấy. Cái này mà chúng ta có thể là bỏ thêm một ít đường và cho một ít đá vào uống vào những cái thời điểm nắng nóng hoặc là mỗi ngày thì rất là ngon. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.